dài bên phía tay trái của chúng ta rất là nhiều những cái lô đất trống ha. Đất trống có chủ hết rồi, người ta chưa xây dựng thôi. Có thể là người ta mua đầu tư để đó rồi sau này được giá thì người ta bán ha. Còn ai thích xây nhà ở thì cứ xây lên mà ở thôi. Chắc có lẽ đất đây là đất xây dựng đó quý vị. Bán đất này người ta ghi giữa mặt đường luôn, bán đất đó, số điện thoại luôn ha. Đó, quý vị thấy một cái tầm nhìn vô cùng thoáng không? Nếu như mà nhà cửa xây lên sang sát hết rồi thì nó không còn cái view nữa, nhưng mà view hồ của quý vị đó, ở đằng sau có cái view hồ đẹp lắm. Xin chào quý vị, anh chị và các bạn. Rất hân hạnh khi được gặp lại quý vị trong một video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính thưa quý vị, hiện tại thì mình đang có mặt ở cuối đường Hùng Vương quý vị ha. Đây người ta hay gọi là dốc sương mơ đấy quý vị này. Dốc sương mơ là tại vì ở con dốc này á, buổi sáng sớm, buổi tối khuya đó quý vị, nó có hay có sương mờ dày đặc luôn quý vị. Hồi trước là vào buổi chiều như thế này thì nó đã có sương mờ rồi ha. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì mùa này, nhất là mùa này và với lại Đà Lạt trong thời điểm hiện tại bây giờ thì nó cũng đã hiếm sương mờ, những buổi chiều khó mà có đó quý vị ha. Thường thường vào buổi sáng sớm với đêm khuya, mỗi lần chạy ngang qua đây thấy sương mờ dày đặc luôn. Đó, con dốc này thì nó sầu hết con dốc này là về tới trại mát đó quý vị, phường 11 của thành phố Đà Lạt ha. Rồi, hôm nay mình sẽ dẫn quý vị anh chị và các bạn đi xuống thăm khu dân cư trại mát, đặc biệt là đi vào con đường mà người ta các bạn trẻ hay đến đó để vui chơi ngắm hoàng hôn đó quý vị. Và buổi chiều ha, buổi chiều thì các bạn trẻ hay đến đó để uống nước uống nôi rồi ngắm hoàng hôn này kia. À, con dốc này vào buổi tối quý vị, chiều tối nó rất là đẹp luôn, thì nó có hoàng hôn chiếu xuống quý vị thấy đẹp không. Bên phía tay trái của chúng ta là có một cái làng hoa Thái Phiên là nhìn xa rồi nhìn xuống là Trịnh Hoài Đức, Nam Hồ và Trại Mát đấy. Buổi tối bà con cũng hay xuống khu vực dưới này để ngắm thung lũng đen. À, hướng này là hướng xuống trại mát đó quý vị. Nếu mà đi sâu xuống nữa là đi về cầu đất đó. Và đi Đà Răng rồi đi Phan Rang đó quý vị nè. Từ đây mà xuống Phan Rang là tầm khoảng 100 cây số đó quý vị ha. Tới Bùng Binh này chúng ta rẽ trái đó quý vị, rẽ trái để đi vào tỉnh lộ 723. Đường này xe chạy ghê quá quý vị. Đi bên phía tay phải chạy thẳng là về cầu đất đó quý vị ha. Chúng ta thường đi săn mây cầu đất là hay đi về đường đó. Còn vào đây là con đường Huỳnh Tấn Phát, hay còn gọi là con đường 723 đó quý vị. Đường này thì đi Nha Trang quý vị ha. Đường này nối vào con đường quốc lộ 27C ở mé Bùng Binh Thái Phiên bên kia, rẽ phải là đi Nha Trang luôn quý vị. Từ đây đi Nha Trang tầm khoảng 135 cây số quý vị ha. Chiều nay thì Đà Lạt có vẻ sắp mưa đến nơi rồi quý vị, có thể thấy là trên bầu trời xa khá là nhiều mây đen. Về đây mà nếu như đi sâu vào bên phải, bên trái là quý vị thấy là ruộng vườn bao la luôn quý vị. Xa là đỉnh núi Hòn Bồ ha. Các bạn trẻ cũng hay đi săn mây ở đỉnh núi đó đó quý vị. Chiều nay nói dẫn quý vị anh chị và các bạn đi ngắm hoàng hôn, nhưng mà cuối cùng là mây đen như thế này. Có nguy cơ xuống đây là ngắm mưa rơi luôn á. Có những hạt mưa bay rồi quý vị. Chúng ta rẽ trái vào đây ha, chạy thẳng lên trên. Thôi kệ, mưa rơi cũng đẹp mà hoàng hôn cũng đẹp. Nếu như mà vừa có hoàng hôn vừa có mưa rơi thì nó càng đẹp hơn nữa. Đây, lên đây quý vị muốn đẹp thì phóng tầm mắt ra xa ha. Đó, nhìn đồi núi bao la, ngắm hoàng hôn thôi, đừng có ngắm xuống dưới những cái dãy nhà kính nhà lồng ở gần dưới á.
nó xám xịt thì không hay chút nào. Ở đây thì bên phía tay phải của chúng ta thì người ta cấm. Hồi trước là bên phía tay phải thì người ta hay bán ở chỗ này này. Đó, bán dọc đây rồi bà con đứng đây thì ngồi đây để ngắm hoàng hôn hả? Đó, ngắm ra xa là toàn cảnh Đà Lạt luôn. Những cái dãy núi đằng kia kìa, làng Bị An. Đó, bà con kèo chị Hồng rồi bán tùm lum tà la ở đây ha. Ở đây thì người ta đang xây dựng những cái căn nhà hôm tây hay là quán cà phê cà pháo gì đó quý vị. À, quán cà phê cà pháo để mà ngồi lên trên này uống cà phê ngắm hoàng hôn quá đẹp luôn. Đó, nhìn xuống như này thì quý vị mà nếu mà không bỏ qua những cái dãy nhà kính nhà lồng ở dưới này ha, thì chúng ta phóng tầm mắt ra xa xa đằng kia thì quý vị sẽ thấy những cái dãy núi trùng điệp bao la luôn. Ở gần nhất là núi Hoàng Bồ đằng kia đó, còn xa xa là dãy núi Bà Lang Bê An luôn ha. Đó, nó bọc nó bao quanh xuống dưới kia là nó bông nó bao quanh xuống dưới tầm ung luôn quý vị, tầm nhìn rất là thoáng luôn. Nếu như mà ngắm hoàng hôn đẹp á, tầm khoảng buổi chiều tầm khoảng 5 giờ chiều vào tháng 11, 12 đó quý vị, sẽ dài cho đến tháng 5 ha, là mùa khô thì hoàng hôn đẹp lắm, còn mùa này thì có nguy cơ bị mưa. Đó, phóng là tầm mắt ra xa thì rất là đẹp, nhưng mà chúng ta nên bỏ qua những cái mạng nhà kính nhà lồng gần đây, nó xám xịt màu trắng như thế này ha. Ở về khu vực này là sản xuất nông nghiệp mà. Đó, cứ ngắm cái đẹp thôi, cái xấu thì mình nên vui vui bỏ qua một chút ha. Rồi, quay lại đi quý vị. Quanh quanh đây này quý vị có thể thấy này. Quanh người ta hay bán. Dạ? Đậu xe đây nó ngồi một tí rồi lát xếp ghế dưới ngồi. À dạ, không, cháu đi vòng vòng tham quan quay phim thôi, không uống. Dạ. Đó, quý vị thấy xung quanh đây người ta bây giờ hiện tại bây giờ người ta bán rất là chia ra rất là nhiều những cái lô đất ở đây nè. Đất đây rất là tiềm năng luôn rồi đó quý vị. Đó, người ta đã xây dựng nhà cửa lên đây rồi, đất xây dựng hết rồi quý vị ha. Sẽ lô sẽ đồ ra đây rồi, đóng cọc hết rồi. Nhà ở đây thì rất là đẹp luôn, có cái view nằm trên đồi cao có cái view đẹp lắm quý vị. Wow, ước gì có một lô đất xây một căn nhà ở đây, chiều ra ngắm hoàng hôn, trời ơi quá tuyệt vời luôn quý vị. Đó. Hiện tại bây giờ người ta đang xây dựng nhà này. Ở đây mai mốt người ta sẽ kinh doanh từ nhà hàng, khách sạn, hôm tây, quán cà phê, đó tùm lum hết ở đây hả? Qua wow, quý vị thấy không? Ở đây có một bờ tà ly, ở trên kia đất nó to chưa, đất nó cao chưa? Nguy cơ sạt lở khá là cao chứ, quý vị thấy không? Đó. Quá wow, có căn nhà lợp bằng tôn rất là mỏng luôn. Trong này là đường bàn cờ hết rồi quý vị ha, hình thành nên một khu dân cư. Hồi trước đây là một cái quả đồi thôi. Đấy. Rất là nhiều những cái lô đất trống ở đây. Tương lai vài năm nữa là nhà cửa người ta sẽ xây kính mít ở khu vực này rồi quý vị ha. Đó, nếu như ở vị trí này quý vị thấy không? Nó thoáng quý vị ha. Ở đây mà lên thành phố Đà Lạt thì có tầm khoảng 6-7 cây số rồi quý vị. 7 cây số hả? Đó, đứng đây là nhìn qua bên kia là có cái con đường hồi nãy mình đứng công chấp bên kia đó. Và nhìn xa xa là trụ sở của phường 11. Đó, Ủy ban Nhân dân phường 11 ha. Wow, có miếng đất ở trên đồi này quá đẹp luôn. Đó, quý vị thấy có cái căn nhà này này. Đó, những căn nhà nhưng mà những lô đất như thế này nhìn ra cái view hầu đằng sau đó, tuyệt vời luôn. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, dài bên phía tay trái của chúng ta rất là nhiều những cái lô đất trống ha. Đất trống có chủ hết rồi, người ta chưa xây dựng thôi. À, có thể là người ta mua đầu tư để đó rồi sau này được giá thì người ta bán ha. Còn ai thích xây nhà ở thì cứ xây lên mà ở thôi.
chắc có lẽ đất đây là đất xây dựng đó quý vị. Bán đất này người ta ghi giữa mặt đường luôn, bán đất số điện thoại luôn ha. Đó quý vị thấy một cái tầm nhìn vô cùng thoáng không? Nếu như mà nhà cửa xây lên sang sát hết rồi thì nó không còn cái view nữa, nhưng mà view hồ của quý vị đó, đằng sau có cái view hồ đẹp lắm. Wow. À, hiện tại thì người ta đang xây dựng cũng khá là nhiều nè. Đằng trước, đằng sau, hai bên người ta xây dựng lên khá là nhiều nè. Ở đây chắc có lẽ người ta cho xây dựng 3 lầu và một áp mái đó quý vị. Đó. Lên cái lầu thứ ba lên kia là thêm một áp mái nữa là hết ha. Ở đây làm homestay thì quá tuyệt vời lắm. Nhà ở nghỉ dưỡng cũng quá tuyệt vời lắm. Sáng sớm ngắm bình minh, buổi chiều muộn ngắm hoàng hôn thì rất là đẹp luôn ha. Hiện tại bà con buôn bán ở đây thì tận dụng những cái lô đất trống như thế này để mà buôn bán ha. Quá tuyệt vời lắm quý vị. Ngồi đây uống sữa đầu năm rồi sinh tố. Rồi mình rời khỏi khu vực này thôi quý vị. Dòng dòng vô đây cho quý vị thấy một cái khung cảnh đẹp ha, một cái tầm nhìn thoáng cũng như là tiềm năng bất động sản ở khu vực này. Tiềm năng là chỗ là tại vì là người ta quy hoạch thành khu vực này là khu vực nhà ở, nó cấp phép xây dựng đàng hoàng, nó gọi là tiềm năng ha. Chứ không phải là đất nông nghiệp và phân lô bán nền xong rồi vất cho cỏ mọc ung tùm và tiềm năng, không phải, mình không có quan điểm như vậy ha. Tại vì tiềm năng đúng thì mình mới nói. Rồi, mình rời khỏi khu vực ngắm hoàng hôn đó rồi quý vị. Bây giờ mình rẽ vào con đường hẻm nhỏ này một cái ha. Wow, con đường này ngày xưa là hẻm bê tông, bây giờ người ta đổ nhựa lại đẹp chưa? Những lô đất như thế này sau này là nhà cửa mọc lên đó quý vị ha. Có chủ mua hết rồi. Ô, một con hẻm ở phường 11 ở Trại Mát, nhìn rất là đẹp và yên bình. Đổ đường nhựa vào rất là đẹp luôn quý vị. Đó, nhà cửa rất là đẹp luôn ha. Một vùng quê ở ngoài ô, vùng nông thôn ở ngoài ô của thành phố Đà Lạt. À, cũng dọc cao quá. Quá, wow, dọc cao quý vị. Mình ghi lên đây là con đường cục. Rồi xong, đường cục rồi quý vị. Ở đây là đường cục rồi quý vị ha. Dốc cao quá. Đó, ở trên đồi cao này cũng có cái view tuyệt đỉnh công phu luôn. Đó, view nhìn ra thấy núi Hoàng Bồ ha. Khi quý vị nhìn ra thì thấy nhà kính nhà lồng dưới đó kia rất là nhiều. Tại vì ở vùng này là vùng nông thôn, vùng sản xuất nông nghiệp lớn của thành phố Đà Lạt mà. Tất nhiên nó sẽ có những cái đó rồi. Nhưng buổi tối á, buổi tối người ta trông đèn lên đẹp lắm quý vị. Những khối nhà kính nhà lồng này này. Nuôi gà quá trời luôn. Nuôi gà thả rong đi lông nhông ở ngoài đường. Đó, quý vị nhìn ở đây ha. Ở đây có những cái miếng đất trống
chuẩn bị xây dựng rồi, người ta xây ta lý ở đằng sau hậu ha, tường bao lại hết rồi đó. Ngày xưa xuống đây nó buồn lắm quý vị, nhà cửa ít đó, chỉ có lâu lâu lác đác vài căn nhà lập tôn tiền chế nho nhỏ thôi, đa số là ruộng vườn của bà con. Xuống đây nó heo hút lắm. Bây giờ nó dần dần hình thành nên một khu dân cư khá là sầm uất rồi, và trong tương lai nó sẽ sầm uất hơn rất là nhiều nữa ha. Đó, ở đây nhà người ta cũng xây ở dưới, xây bao bao bọc ở dưới, còn ở trên là người ta quây tôn lại quý vị, làm dạng nhà tiền chế hả. Ở Đà Lạt làm như vậy cũng được quý vị, ở nó mát tại vì khí hậu nó mát á, còn ở vùng vùng khác nó làm như vậy ở nóng lắm. Rồi bây giờ chúng ta quay lên thành phố Đà Lạt của quý vị ha. Hôm nay chiều nổi hứng dẫn quý vị đi ra vùng ngoại ô. Đây là vòng xoay trái mát quý vị, rẽ phải chạy lên là về thành phố Đà Lạt luôn, còn rẽ trái là đi về hướng Cầu Đức, đi về trung tâm trái mát quý vị ha. Buổi chiều với buổi sáng đó quý vị, buổi tối nữa các cặp đôi hay ngồi đấy để mà ngắm thung lũng đèn, ngắm hoàng hôn đó, ai có yêu nhau ở chợ nhau ra đây ha, đứng ngắm trời đất bao la như thế này mà tỏ tình thì thôi rồi luôn, chắc chắn là sẽ đồng ý ngay lập tức đó quý vị đó, không tin thử ha. Nếu như mà ai ai hẹn hò với nhau đấy ha, đó chở nhau ra đây rồi tỏ tình là kiểu gì cũng được đồng ý đó quý vị. Đó, hồi nãy là mình chạy cái mé bên kia đó quý vị ha, đó địa điểm này ngắm hoàng hôn cũng đẹp hơn mé bên kia nữa, nhưng mà đây là cái con đường quốc lộ, con đường chính, cho nên gì người ta không cho buôn bán ở đây, cũng như là không cho tụ tập ở khu vực này đó quý vị. Tụ tập khu vực này khá nguy hiểm, xe cộ chạy vô chạy ra rất là tấp nập luôn. Đó, nhìn xa xa có những cái làn khói bay của một vùng thôn quê nào đó ha, nhìn nó cảm giác rất là thư thái, rất là yên bình luôn, quá đẹp quý vị. Ở con dốc này thì có mấy cây thông già quý vị ha. À, ngồi ở vị trí này ngắm hoàng hôn là mình lại thích hơn cái khu vực hồi nãy ở bên kia đó quý vị. Hồi nãy bên kia mình không có dừng lại để mà nắng lại, nhưng mà tới đây mình lại nắng lại đây quý vị này. Tại vì nó đẹp quá mà ha. À, nhìn xa xa dưới kia là đoàn tàu họ đang chạy á ha. Tàu hỏa đang chạy ở trên Đà Lạt về trại mát. Dốc sương mờ quý vị ha, người ta ghi là dốc sương mờ, có nghĩa là ở đây là cơ sở lưu trú
du lịch cà phê dạng homestay đó quý vị, đó làm những cái trò dưới này, có cà phê rồi có ở lưu trú luôn. Rồi hôm nay thấy có nắng lên và có hoàng hôn xuống thì thời tiết đẹp cho nên chi nói là mưa nhưng mà cuối cùng không mưa được quý vị, rất là đẹp luôn. Mình đi ra vùng ngoại ô như thế này để tham quan cũng như là dẫn quý vị đi ra vùng ngoại ô ha, tham quan thành phố Đà Lạt, một vùng ngoại ô yên bình của phố núi. Rồi video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn quý vị anh chị và các bạn đã đồng hành quan tâm theo dõi cái đoạn clip vừa rồi của mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của kênh Đà Lạt ngày nay. Kính chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc ở trong cuộc sống. Rồi bye bye, xin chào tạm biệt quý vị nhé.